làm. Phần này thì chúng ta sẽ nghiên cứu đến các cái yếu tố kế tiếp của cái hệ thống dịch vụ khách hàng trên thực tế nó như thế nào. Thì ở đây thì các bạn sẽ hình dung là ở trong các cái bất kỳ ở trong một dịch vụ khách hàng nào chúng ta luôn luôn có một cái đường. Nó ở đây ở trong lý thuyết thì nó gọi là cái đường gọi là line của visibility. Ví dụ như các bạn hình dung là các bạn vào trong ngân hàng, các bạn sẽ thấy rất là nhiều các cái cô giao dịch viên cô ngồi dãy ngang. Thì cái dãy ngang đấy nó được gọi là cái line of visibility, tức là cái tuyến đầu, nơi mà cái người nhân viên của công ty chúng ta gặp khách hàng. Thế thì tương tự như vậy, nếu mà đối với cả khách hàng nội bộ ấy, thì cái nhân viên khi mà các phòng ban khác gọi lên phòng nhân sự, chúng ta bắt cái điện thoại lên, thì cái đấy cũng được gọi là cái gì, là cái line of visibility. Tức là các bạn hiểu là nó là một cái yếu tố vô hình, là cái nơi mà chúng ta gặp khách hàng. Thế thì nó sẽ có câu chuyện là gì? Ví dụ như ở đây, ở phòng bảo trì bảo hành, chúng ta sẽ luôn luôn có rất là nhiều nhân viên, đúng không? Ví dụ như chúng ta có 4-5 nhân viên mà chúng ta nhận được cái gì? Nhận được cái cuộc gọi. Và tiếp đến thì sau khi mà chúng ta nhận được cuộc gọi rồi thì bắt đầu chúng ta có gọi một cái khái niệm gọi là nhân viên ở tuyến sau, backend. Ví dụ như là người ta hỏi về server, chúng ta chuyển cho bên bộ phận server. Hỏi về ví dụ như là về các vấn đề về phần mềm, chúng ta chuyển sang cho phần mềm. Tức là rất là nhiều những cái người ở đằng sau để hỗ trợ chuyên môn cho từng cái loại công việc. Bởi vì là chúng ta có rất là nhiều, là như ngày hôm qua có một bạn hỏi đấy, tức là ví dụ như là có họ hỏi về những vấn đề khó, họ hỏi về những vấn đề mà chúng ta mới chúng ta không thể nào mà xử lý được. Như vậy chúng ta phải chuyển cho cái gì, cho các bạn ở phía đằng sau, những cái người chuyên môn. Thế thì như vậy là cái việc mà quản trị cái hệ thống dịch vụ khách hàng nó rất là quan trọng, tại vì cái đường này là một cái đường nó vô hình, nó không tồn tại thật sự ở trong thực tế. Nó không giống như trong sửa may, ở trong sửa may chúng ta nhìn thấy một dãy các cái máy may nó nối tiếp nhau. Nhưng ở đây khi chúng ta lên vụ, chúng ta thấy rằng là các cái điểm tiếp xúc giữa khách hàng của chúng ta và nhân viên của chúng ta nó không rõ ràng. Cái điểm tiếp xúc của chúng ta với khách hàng của chúng ta nó không rõ ràng. Thành thử ra nó không tạo nên được một cái đường gọi là thực sự mà chúng ta phải hình dung nó. Và chính vì như vậy thì ở trong mỗi một phòng ban, thì ở trong mỗi một cái bộ phận, chúng ta cần phải ghi rất là rõ những cái điểm mà khách hàng tiếp xúc với cả nhân viên của chúng ta, để chúng ta giúp cho mọi người mà làm sao hình dung hóa, lượng hóa được cái sự vô hình đấy, để chúng ta hiểu rằng là chúng ta có những cái điểm rất là quan trọng và trong trên cái điểm đấy khách hàng họ gặp chúng ta. Thế thì ở đây ấy, thì nó có một cái vấn đề nó như này. Ví dụ như là khách hàng muốn sửa một cái máy tính rất là đơn giản, nhưng mà thực ra nếu mà chúng ta đánh giá chất lượng dịch vụ rất là phức tạp, thì sao? Khách hàng sửa máy tính là gọi điện thoại, khách hàng gặp nhân viên tiếp nhận. Tức là trong cái quá trình đấy sẽ có 2-3 lần nhân viên của chúng ta gọi điện đến khách hàng để thông báo là ví dụ như cái máy tính của chị bị hỏng rồi, đang cần cái spare part từ Singapore về, mất 2 tuần thôi. Thì cái người nhân viên đấy trao đổi bạn, nếu như cái người nhân viên đấy thực hiện không tốt thì cái người khách hàng đấy họ sẽ đánh giá cả cái quy trình dịch vụ của chúng ta không tốt. Tức là trên cái điểm tiếp xúc đấy, ví dụ như chúng ta tiếp xúc với khách hàng 4 lần, 3 lần chúng ta đã tiếp xúc rất là tốt rồi, nhưng có một lần chúng ta làm sao tiếp xúc không tốt, thì cả 4 lần đấy khách hàng họ đánh giá là gì, là không tốt luôn. Tức là đây là cái chất lượng dịch vụ này, nó có một câu chuyện là nó mang tính chất là tuyệt đối rất là nhiều. Chúng ta không thể nói là chúng ta thực hiện 80% là tốt, tại vì đây các bạn đấy, ví dụ như là đầu tiên là nhân viên tiếp nhận, tiếp đến là nhân viên bảo trì thông báo, và tiếp đến là cái người mà đem cái máy tính đến tận khách hàng. Ít nhất là chúng ta có 3 lần chúng ta tiếp xúc với khách hàng, và chỉ cần một lần tiếp xúc không tốt là họ làm sao, họ nói là chất lượng dịch vụ của chúng ta không tốt. Thật ra là các bạn sẽ rất là tập trung vào câu chuyện là chúng ta cần phải xác định được cái đường này một cách gọi là hữu hình. Tiếp đến nữa, ở đây cái này chính là một cái gọi là cái KPI. Đây các bạn rất là quen với cái chữ KPI rồi đúng không? Ví dụ như đây là Tuấn Anh ghi ở đây là một cái KPI về chất lượng dịch vụ của một anh chuyên viên về phòng kỹ thuật. Ví dụ như là 30% là anh ấy phải là về nghiên cứu, 30% là đào tạo, 20% là xử lý sự cố, 15% là triển khai và 15% là các việc khác. Tức là cái gọi là cái nhiệm vụ của anh ấy là như vậy. Tiếp đến nữa thì khách hàng yêu cầu, khách hàng đây rõ ràng đây là khách hàng đây. Ví dụ như trong vấn đề nghiên cứu thì rõ ràng khách hàng đây là khách hàng gì? Khách hàng nội bộ. Ví dụ như là phải có cập nhật này, tương ứng như vậy là phải các vấn đề kỹ thuật mới này,
Tiếp đến là có các cái mục liên quan, tức là gì, ví dụ như là anh ấy cần hỗ trợ cho bán hàng thì trong một tháng bên bán hàng có 10 lần yêu cầu anh ấy phải làm, thì ít nhất là anh ấy phải làm được 8 lần tốt chẳng hạn, ví dụ như vậy. Tiếp đến nữa là các cái tính năng chức năng, tức là các cái tính năng kỹ thuật mà trong những cái vấn đề kỹ thuật mới ấy, là anh ấy phải được liệt kê đầy đủ chi tiết để cho nhân viên sale và các bộ phận khác hiểu và thực hiện theo. Đấy, tức là hay là ví dụ như là đào tạo thì anh ấy phải là đào tạo về kiến thức, anh ấy phải có những cái hướng dẫn, anh ấy phải có những cái quy trình. Tiếp đến là anh ấy cần phải phối hợp với cả bên bảo trì chẳng hạn đi xử lý các sự cố, anh phải đáp ứng với cái nhu cầu, ví dụ như là chúng ta lo bằng cái là thời gian gì, thời gian phản ứng. Ví dụ như là bên bảo trì có vấn đề gọi cái vào ngày mai có khách hàng ở Vũng Tàu họ bị hỏng này, đề nghị phòng kỹ thuật với phòng bảo trì đi chung với nhau, anh ấy có sẵn sàng đi được không, có cái này đi được không. Đấy, tức là cái sự sẵn sàng. Tiếp đến nữa là không phải sửa lại, lỗi sửa là một lần là xong. Kết thúc đúng hạn, rồi tiếp đến là triển khai, rồi tiếp đến là các cái khác. Cái gì các bạn sẽ hình dung ấy, là khi mà chúng ta có cái điểm tiếp xúc rồi và chúng ta cần phải ở mỗi một cái điểm tiếp xúc đấy chúng ta cần phải tổng hợp nó lại để chúng ta ra được một cái thức là cụ thể cho từng cái vị trí, từng cái nhiệm vụ, từng cái khách hàng yêu cầu, và chúng ta có cái đánh giá gì, chúng ta có cái đánh giá để xem là những cái phần việc này có thực hiện được không. Tức là cụ thể đây tôi đang nghĩ là một cái khá là thực tiễn để lên chúng ta thấy có 1, 2, 3, 4, 5 và nó có khoảng độ mười mấy cái mục và KPI. Thực sự ra ấy, khi mà chúng ta triển khai đánh giá đấy thì chúng ta sẽ triển khai chỉ kiểm tra cái quy trình này thôi và cái khách yêu cầu. Thế còn cái này thì thực sự ra chúng ta chỉ xử lý khi mà những cái này nó không đạt thì chúng ta mới tiếp tục, chúng ta làm sao đi sâu xuống. Ví dụ như là cái phần mà nghiên cứu anh ấy làm rất là tốt rồi thì chúng ta sẽ không nhất thiết là chúng ta phải quan tâm đến làm sao chi tiết những cái mà KPI trong đấy. Ví dụ như là bạn Long là nhân viên kỹ thuật, thế hỏi tất cả các phòng ban bạn Long làm việc thế nào, các bạn bảo tất cả tốt, tôi đánh giá 100%. Thế thì trong trường hợp đấy chúng ta sẽ không quan tâm đến cái này nhiều lắm, bởi vì mọi người đánh giá rất là tốt. Thế nên cái một trong những cái mà cũng chia sẻ một cái kinh nghiệm trong vấn đề đánh giá nhân viên, trong cái vấn đề quản trị KPI ấy, những cái gì tốt chúng ta làm sao, chúng ta sẽ không quan tâm, mà chúng ta sẽ chỉ quan tâm đến cái gì, đến những cái chưa hoàn thiện, chưa đạt yêu cầu. Cái đấy chúng ta sẽ mất thời gian, chúng ta mổ xẻ nhiều. Chứ còn nếu mà cái chỗ nào được 9 điểm với 10 điểm thì thôi, chúng ta không cần gọi là để ý cho chúng ta nói anh làm việc rất là tốt, cần đấy chúng ta tập trung xoáy vào những cái mà điểm yếu. Thế thì ở đây ấy, thì tôi đang rất là muốn các bạn, một trong những cái mà dịch vụ nó là vô hình, thành thử ra là chúng ta cần phải làm sao càng gì càng chi tiết càng tốt. Thế thì cái này thì nó liên quan đến cái bài tập ngày hôm qua chúng ta nói rằng là gì, ở mỗi một vị trí các bạn hãy liệt kê các khách hàng nội bộ, các bạn hãy liệt kê những cái công việc mà các bạn cần phải thực hiện cho khách hàng nội bộ, và sau đó rồi từ những cái công việc đấy các bạn cập nhật thành những cái chỉ số, những cái chia nhỏ ra của cái công việc của mình. Và sau khi chúng ta làm này rồi, nó có một cái bước như này mới gọi là dịch vụ ăn này, các bạn mới gửi cái này cho tất cả khách hàng nội bộ của các bạn để họ làm sao, để họ bổ sung và điều chỉnh. Ví dụ như cái phần nghiên cứu này chúng ta sẽ phải gửi ngay sang cho cấp trên, chúng ta sẽ phải gửi cho trưởng phòng sale, chúng ta sẽ phải gửi cho trưởng phòng kỹ thuật, chúng ta sẽ gửi cho sếp, chúng ta sẽ gửi cho anh Tài, và như vậy để cho sếp, để cho mọi người khác nhận xét cả. Thế thì như vậy có đúng chưa, cái này anh thấy em làm này nó chưa rõ, cần phải bổ sung thêm. Tức là chúng ta luôn luôn hãy để cho khách hàng họ đề ra những cái chỉ tiêu và những cái mục mà họ muốn đánh giá chúng ta. Tại vì tự chúng ta đánh giá thì bao giờ cũng làm sao cũng tốt hết, ít khi nào có người nào nói là tôi làm không tốt lắm. Thành thực ra là muốn đánh giá chúng ta hãy gửi là đây này, tôi nghĩ rằng là cái công việc của tôi là có 5 mục, và bây giờ các bạn làm hơn, các bạn hãy làm sao, các bạn làm hơn hãy đánh giá cái mục chúng tôi, và trên cái mục này các bạn có bổ sung kỹ không. Tại vì tôi rất là muốn lắng nghe cái điều mà các bạn mong muốn tôi làm để tôi làm sao để tôi làm tốt. Tại vì tôi có thể là tôi nghĩ nhưng mà nó khác với cả các bạn nghĩ. Thực ra đây là một trong những cái mà công cụ danh nghĩ rất là mạnh và chúng ta phải áp dụng cho toàn bộ tất cả các nhân viên của chúng ta. Và đến cái phần sau thì chúng ta sẽ nghiên cứu kỹ là cái cách mà chúng ta triển khai cái này trên thực tế như thế nào. Xin cảm ơn các bạn.